Hello chị Linh Kona. Chào em Sửu. Rất là vui ngày hôm nay Phước Sửu được đưa chị Linh đến thăm một cái dự án gọi là nổi bật nhất tại khu Nam Sài Gòn hiện tại chị ạ. Cảm nhận của chị như thế nào khi mà chị bước vào một cái khu dân cư gọi là rất là happy như thế này? Lần đầu tiên chị đến đây thì chị cảm nhận là đầu tiên ha, cảm thấy rất là yên bình. Rồi khi bước vào thì mình cũng không có nghĩ rằng là mà trước đây á, là chị biết ở đến đây là mười mấy năm trước mình cảm thấy nó là chưa có cái gì hết. Tự nhiên bữa nay vừa nước bông chị. Đúng rồi, yeah. Bữa nay quay lại đây mình cảm thấy wow. Đến đây thì có rất là nhiều câu hỏi muốn đặt cho Phước Sửu. Thì đầu tiên là Phước Sửu có thể giới thiệu sơ bộ cơ bản về khu vực này. Đúng rồi, nói đến dự án này là dự án 350 hecta của tập đoàn VS Hàn Quốc. Và cái phân khu đầu tiên mà Phước Sửu và chị Linh Kona đang đứng đó là phân khu Zai River County One với quy mô là 1780 hecta, và trong đó có khoảng là 350 căn là biệt thự, shop house và nhà phố. Những căn ở đây là thấp tầng gì ha, nhưng mà đặc biệt trong đó có rất là nhiều công viên về nhiều chủ đề khác nhau, xuân hạ thu đông, và đặc biệt bày biệt là có ba club house gì ạ. Club house trong đó thì có hồ bơi, phòng tập gym, karaoke, bia, bi lắc bóng bàn đầy đủ. Chiều này em sẽ mời chị Linh Kona sẽ trải nghiệm những cái tiện ích như vậy ạ. Wow, thích quá. Bây giờ Sửu có thể cho chị hỏi là ở đây giá bán như thế nào? Thì hiện tại nếu mà quý anh chị thời điểm này mà mua cái dự án này gọi là bắt đáy thành công rồi ạ. Bởi vì cái mức giá này nó đã giảm gần 30-45% so với mức giá năm trước nữa chị. Bây giờ em sẽ mời chị đi dọc theo những cái gọi là dinh thự của dự án này. Để cho chị cảm nhận được cái vẻ đẹp của cái khu này. Thì khi nãy em nói sơ qua về cái giá, thì đối với mức nhà phố thì 7x17 thì hiện tại cái giá là 14,5 tỷ. Và diện tích 10x20 thì mức giá ở đây là rơi vào tầm khoảng từ 22-25 tỷ. Diện tích biệt thự thì 12,5x20 thì giá nó rơi vào tầm khoảng từ 27-30. Và một số căn gọi là biệt thự view sông dinh thự thì giá dao động tầm khoảng từ là 48 đến là những căn như vậy là hơn 60 tỷ vậy. Hơn 60 tỷ, yeah. Nhưng mà với cái giá bán như thế này là ở bên trong nó là thô phải không? Dạ đúng rồi, với những cái căn biệt thự này thì ở bên trong thô, nhưng mà ở bên ngoài hoàn thiện hết vậy ha. Và chủ đầu tư bàn giao thêm một cái tông màu rất là lạ ở Việt Nam. Với một cái tông màu này thì như chị biết là nó sẽ nhìn nó không bắt mắt, nhưng mà càng nhìn thì nó sẽ càng sang. Bởi vì cái cách sơn này nó rất là khó chị ạ. Nó phải khuôn mà và làm những cái vuông sơn này nó dùng những cái cách tỉ mỉ lắm chị. Để một cái màu sơn này nếu mà gọi là đồng bộ theo một khu dân cư thì nó rất là sang trọng. Và cái màu sơn này nó khó bạc màu đó chị ạ. Wow. Đấy. Ở đây là có toàn bộ là mình có bao nhiêu căn dinh thự em? Ở đây thì có tổng cộng là khoảng là 16 căn dinh thự và một số khoảng một số căn gọi là biệt thự view sông nữa chị ạ. Thì những cái căn biệt thự view sông thì sẽ là trực diện bờ sông luôn. Và điều đặc biệt ở đây là tất cả những căn biệt thự trở lên là đều ngang góc hai mặt tiền, thì có những căn là ba mặt tiền tiền và những căn gọi là bốn mặt tiền luôn chị ạ. Một cái cách thiết kế cực kỳ thoáng và một cái lối thiết kế gọi là đêm hòa mình với thiên nhiên đó chị. Nhưng mà ở đây về pháp lý thì như thế nào Sửu? Về pháp lý thì chị yên tâm chị ạ. Khoảng 6 tháng nữa thì chủ đầu tư sẽ bàn giao sổ cho tất cả những cư dân ở đây. Còn hiện tại thì là hợp đồng nhưng mà vẫn được vay ngân hàng đến 70-75%. Và tất cả hợp đồng này nhà nước quản lý, phải mua bán là đóng thuế, đóng thuế và ra công chứng đầy đủ vậy. Nó giống như một cuốn sổ đỏ thôi, nhưng mà chỉ còn lại một phần tí xíu nữa là về pháp lý để ra cuốn sổ hồng cầm tay cho cư dân. Sửu cho chị hỏi là đến giai đoạn này thì ở đây mình đã bán được bao nhiêu phần trăm rồi em? Ở đây thì giai đoạn này đó chị, mình có thể đi dạo ra dọc bờ sông để mình ngắm bờ sông chị ha. Giai đoạn này thì đã bán 100% rồi. Tất cả những cái sản phẩm ở đây đã bán lâu hết rồi. Và chỉ mở bán trong vòng một ngày. Và cái nó còn hơn tỷ lệ chọi của gọi là những cái kỳ thi đại học và của những cái trường kia gì ạ, 1:20 gì ạ. Nên nó là ít ai mà có thể là có duyên mà sở hữu những cái căn biệt thự như vậy chị ạ. Ủa mà cái giai đoạn mà bán tỷ lệ chọi 1:20 đó là khi nào vậy em? Dạ là đầu năm 2020 đó chị ạ. Thì cách đây nó cũng gần 4 năm rồi chị. Và chủ đầu tư bàn giao khoảng được hơn 1 năm. Và trong đây có khoảng là được hơn 40 nhà vào ở rồi. Và hiện tại có khá nhiều nhà đang làm gọi là nội thất.
nên là sẽ là rất là sắp tới là cư dân sẽ vào ở rất là full luôn. Ở đây chị thấy cũng có rất là nhiều tiện ích. Chị cũng tò mò là không biết ở đây cái phí dịch vụ của mình như thế nào, phí quản lý của mình như thế nào. Chính xác. Một cái điều tuyệt vời mà nói đến cư dân ở đây, mức phí chỉ là 18.000 một mét vuông đất thôi, không có tính sàn và mức phí tính cái diện tích sử dụng và mức phí này chỉ bằng một vài chung cư gọi là tầm trung cao cấp á. Nên là ở đây nó không những là những cái tiện ích bình thường xung quanh công viên cây xanh mà nó có nhiều cái tiện ích hồ bơi, phòng tập gym, karaoke, bia bắp bạc và có đến 3 clubhouse để cho chị có thể là trải nghiệm những cái tiện ích của mình luôn. Rất là tuyệt vời vậy. Nếu như là cư dân á, là mình chỉ cần đăng ký là mình sẽ sử dụng được clubhouse đúng không em? Chính xác. Clubhouse thì ví dụ hồ bơi, phòng tập gym và yoga thì chị có thể tắm sauna thì có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Còn chị có thể lên lịch hẹn gặp bạn bè, tổ chức những cái show hay là cái bữa tiệc mà BBQ ngoài trời rồi là tiệc sinh nhật hoặc là những cái tiệc cưới mini chẳng hạn thì sức chứa lên đến tầm khoảng 200 người luôn chị. Đó, nên rất là tuyệt vời để chị có thể tổ chức những bữa tiệc BBQ ngoài trời. Thì nhìn thấy đây là một cái lớp house chuẩn bị đang xây và bàn giao chị ạ. Lớp house này sẽ là một lớp house check in nhìn về hướng bờ sông cực kỳ đẹp luôn. Wow, rất là chill nha. Đúng rồi. Hôm nay chị cảm thấy rất là vui và ý nghĩa khi được đến đây và được Sử đã giới thiệu rất là cơ bản mà chị nghĩ rằng là sắp tới chị rất muốn trải nghiệm ở clubhouse. Không biết có được không Sử? Tất nhiên là được rồi, em luôn luôn welcome. Nhưng mà em rất là vui hơn nữa, em mong một ngày nào đó chị sẽ là cư dân tại nơi đây luôn. Có thể đó chứ. Vũ trụ nó sẽ làm theo dõi và nó sẽ cho ra nhiều cái kết quả để cho chị có thể là đạt được cái mong ước của mình không chị? Đúng rồi, chị cảm ơn Sử rất là nhiều. Và chị chúc Sử sẽ thành công nhiều hơn nữa. Rồi, rồi cảm ơn cả nhà đã quan tâm kênh của Phước Sử và chị Linh Cô Na. Hãy follow kênh, like, share để có thể là cập nhật nhiều thông tin mới nhất về những cái thị trường bất động sản trong nước và đặc biệt là khu Nam Sài Gòn. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.